Đó. còn nếu như bây giờ nếu mà nói kiểu nó bị như vậy nó bị kiểu sâu xa quá thì bây giờ đi lại về cái nguyên thủy nhất đấy là nếu như không biết thì không dùng rồi cái lý cái đây nói cho bạn luôn cái tư duy mà mình dạy mixing với mọi người nhá trong các cái khóa mixing ấy trong khóa mixing của mình ấy mình đã dạy cho anh em là như thế này là nếu như các bạn các bạn không biết nó dùng như thế nào thì các bạn không dùng OK ạ, cái đấy là cái tư duy đầu tiên. Tức là nếu như không biết dùng nó để làm gì thì đừng dùng. Tức là nhạc nó như thế nào thì cứ để nguyên như thế và mình sẽ chỉ vặn volume thôi. Thì nếu như mình có một cái gọi là nếu như mình bạn pick một cái sao ngon và bạn chỉ vặn to nhỏ thôi là cái bản nhạc của bạn nó đã hay rồi. OK ạ. Đấy, đấy là cái đầu tiên nhá. Chưa nói gì đến cái chuyện là bạn cho reverse vào hay là room size các thứ gì nhá. Rồi còn Ủa? cái thứ hai ấy là cái mà bạn nói ấy, là mình hiểu là bạn đang muốn can thiệp vào không gian. vâng đúng vậy. Ờ ừ, không gian ở đây ấy thì nó có nó có thể là gọi là reverb cũng được. Reverb nó cũng can thiệp vào không gian nhưng mà có một thể loại không gian nữa đấy là cái không gian mà uh, stereo set partition, tức là cái không gian trong những các cái cái cái, cái um, các cái plug in về stereo ấy nó có cái độ width và cả, cái cái độ width tức là cái độ rộng của âm thanh ấy đó thì thì bạn cứ hiểu là như này là cái âm thanh nó sẽ có để gần tai và sát tai đúng không thì nếu như mình 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 để mà cái độ độ hẹp của nó nó quá hẹp như thế này thì hai cái đấy nó sẽ chập vào nhau có có nhìn đến cái tay của mình không Ủa? ờ, khi mà cái stereo ấy, nó mà nó quá hẹp với nhau thì nó sẽ chập vào nhau này thì nó sẽ trở thành âm thanh mono còn nếu như nó được tách biệt ra mà nó được panning rộng ra thì mình sẽ cảm giác nghe nó thoáng hơn mặc dù kể cả là có bạn không cho reverb vào nhưng mà nó vẫn cảm giác là nghe nó sẽ rộng hơn Đấy, nghe nó kiểu nó sẽ bẹt ra nó sẽ âm thanh nó sẽ kiểu nó sẽ được đẩy ra và khi mà 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 mixing ấy là mình sẽ có được cái tư duy là mình sẽ uh, uh, mình không biết bạn xem youtube như nào nhá nhưng mà bản thân của mình mình làm trong những các cái bản nhạc cho mọi người và mọi người khá là ưng đó là cái phần không gian ấy là mình sẽ chia ra Mỗi âm thanh nó sẽ ở một không gian khác nhau, có một vài những các cái âm thanh nó sẽ trùng nó sẽ trùng vị trí, tức là về cái độ rộng ấy, cái stereo ấy, nó sẽ trùng vị trí với nhau, tức là cái cái vị trí không gian là nó sẽ, sẽ trùng nhau. Có một vài âm thanh nó sẽ trùng nhau nhưng mà nó sẽ gọi là à, các cái âm thanh đấy nó không bị nó không bị đè nhau về âm sắc và đè nhau về tần số. Đấy. Ví dụ như là tiếng kích, tiếng bay chẳng hạn. Ví dụ tiếng kích chẳng hạn là mình sẽ không mixing gì gần như là đa số là biết tiếng kích là mình sẽ không mixing gì. Đấy đây mình chia sẻ với bạn luôn là như thế và thứ hai đấy là bắt đầu đến cái âm thanh bay rồi là âm thanh uh, 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 snare chẳng hạn, đấy, snare thì mình sẽ bắt đầu panning nó rộng ra một chút. Đấy còn bay là mình sẽ để mono kiểu như vậy rồi là còn rất nhiều những các âm thanh khác và mỗi âm thanh nó sẽ có một cái cái chiều không gian khác nhau và mỗi một dòng nhạc thì nó lại mixing một kiểu chứ không phải là bây giờ bạn bạn mang một cái công thức mixing mà bạn phang hết từ dòng này đến dòng khác có thể là có những cái dòng mà nó một vài những các cái âm thanh thì nó sẽ nó sẽ trùng nhau về tư duy tức là nó có cái sự giống nhau mình ví dụ như là những các cái âm thanh liên quan đến âm thanh pet âm thanh string âm thanh rp chẳng hạn những các cái cái nốt mà nhạc mà kiểu piano hay là những các âm thanh mà nó cứ giải 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 ấy, những các âm thanh phụ thì đa số những các âm thanh phụ đấy thì mình sẽ pending rất là rộng đấy mình sẽ cho nó ở một không gian rất là rộng mà mình có thể mình sẽ cho reverb vào reverb delay vào để mình làm cho nó được mờ nhạt đi để mình nhấn mạnh cho những các cái điểm khác hơn đó thì đấy là những các cái mà chung chung còn những các cái liên quan đến ví dụ như snare chẳng hạn thì có bài mình 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 sẽ đẩy snare ra xa nhưng có bài thì mình lại để snare với cả kích nó trùng nhau thì nói chung là quan trọng là cái tư duy và cái bạn muốn gì từ cái bài nhạc đấy, đấy trong trong mixing mình dạy cho các học viên là anh em làm mixing quan trọng nhất là anh em muốn cái gì và anh em sáng tạo tức là sau khi mà mình mình có đưa cho mọi người một cái 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 gọi là cái công thức mixing tham khảo mọi người có thể áp dụng cái công thức mixing đấy của mình mình tích góp uh, kinh nghiệm trong rất là nhiều năm để mình có được một cái công thức đấy để mình share cho 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 học viên và học viên có thể sử dụng cái công thức đấy để ốp vào những các cái bản nhạc để các bạn dùng thì chắc chắn là khi mà các bạn ốp cái đấy vào thì bạn sẽ đạt được một cái chất lượng nhất định nhưng mà cái đấy nó không phải là cái điểm đến mà là cái điểm cái điểm sau cùng ấy, đấy là sau khi mà các bạn đã thuần thục được những cái kỹ năng mixing đấy rồi thì các bạn bắt đầu các bạn phải có những các cái 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 tư duy về mixing gọi là mixing theo cái ý muốn của mình tức là các bạn sáng tạo trong cả mixing luôn chứ không phải là đa số mọi người sẽ chỉ nghĩ rằng là chúng ta sáng tạo ở trong phần melody sáng tạo vòng hòa âm sáng tạo ở bố cục bài kiểu như vậy nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể sáng tạo trong một cả mixing nữa chứ không phải là mixing là chúng ta cứ ốp nguyên, ốp nguyên thì nó sẽ ra được một cái chất lượng uh, nhất định. Nhưng mà nếu mà có muốn kiểu signature kiểu có những cái cái cái, cái riêng của mình, tức là nghe một phát là ra nhà của công nghiệp luôn thì bạn sẽ phải sáng tạo trong cả cái khâu mixing. Đấy, cho nên là nó sẽ không có công thức đúng, không bao giờ nó gọi là có một công thức đúng cả. Cho nên là bạn sẽ thấy là người này mixing như thế này, người kia mixing như thế kia và bạn thấy rằng cái kiểu mixing sinh nào nó hợp với bài và bạn thích cái cái hiệu ứng đấy cái effect đấy với cái âm thanh của bạn nó phải chuẩn nó phải đúng ý của bạn hả thì bạn bạn dùng còn không thì thôi chứ chẳng có một công thức nào có nhiều người người ta thích cho reverb và snare nhưng mình không thích cho chẳng hạn thì làm gì được mình và mình thấy rằng mình cho cái bài của mình mà cho reverb và snare chẳng hạn là nát đấy hay là một vài bài như kiểu ví dụ nhạc như kiểu nhạc pop ballad chẳng hạn là nó phải phết một ít reverse uh, reverb vào, vào vocal kiểu thế nhưng mà nếu như ông ông đọc rap mà ông lại cho reverb vào vocal là nát thì cho nên nó không nó không thể nó không thể đúng được đấy em, em có thể nghe những các cái bản nhạc như của bản nhạc như các cái bản rap của lâu lâu chẳng hạn không có reverb mà không có delay trong nhưng mà trong một vài dòng nhạc thì nó sẽ có kiểu như vậy cho nên là không có một công thức chuẩn thì mình quan trọng là mình nghe mình tư duy mình thấy thế nào là hay và mình sẽ áp dụng vào thì cái đấy nó liên quan đến cái việc là bạn học liên quan đến signature tức là bạn học những cái kỹ năng chuyên môn của từng người và bạn khi mà bạn có được những các cái kỹ năng đấy thì bạn sẽ áp dụng và bạn sáng tạo cho các bản nhạc của bạn là khi nào mà tôi sẽ cần sử dụng cái kỹ năng đấy đó còn nếu như bây giờ nếu mà nói kiểu nó bị như vậy nó bị kiểu sâu xa quá thì bây giờ đi lại về cái nguyên thủy nhất đấy là nếu như không biết thì không dùng